Em xin chào quý anh chị, những fan và khán giả của channel Hùng Xe Hơi. Hôm nay em trước mặt em đây ở tại Hyundai Bắc Ninh. Đó là chiếc Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp màu vàng cát. Anh chị có thể thấy là cái màu này rất là độc và lạ trên thị trường xe hơi. Anh chị rất ít khi gặp ngoài đường đúng không ạ? Nếu mà anh chị nào muốn khác biệt cá tính thì em nghĩ màu này nó sẽ là màu phù hợp. Tuy nhiên như màu vàng cát thì theo quan điểm về ngũ hành tương sinh tương khắc thì màu vàng cát thuộc hành thổ, và tương sinh ra hành thổ đó là hành hỏa, và hành thổ này cũng là tương sinh ra hành kim. Thì theo về ngũ hành thì anh chị mệnh hỏa, mệnh thổ, mệnh kim là đều có thể hợp với cả màu vàng cát này. Thưa anh chị, thì như anh chị đã biết thì là Hyundai Santa Fe luôn là mẫu SUV bán chạy nhất trong phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam. Chiếc xe được trang bị những công nghệ hiện đại nhất, rồi về kiểu dáng hiện đại, thiết kế trẻ trung và đậm chất thể thao, và không kém phần sang trọng. Đó, về giá bán thì chiếc Hyundai Santa Fe dầu cao cấp này bên em hiện tại bán được chào bán với giá niêm yết là 1 tỷ 340 triệu, và chính sách giá bán của đại lý thì anh chị có thể tham khảo và gọi điện cho em qua số điện thoại em để trên màn hình. Đây là đang có khách hàng cũng đang quan tâm và xem xe này, không biết sao có khi tẹo nữa chốt luôn rồi chứ. Về hình thức mua thì anh chị có thể mua với hình thức là trả thẳng hoặc là trả góp. Đó, trả góp thì thủ tục cũng đơn giản thôi, thủ tục thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp để em tư vấn. Chiếc xe Santa Fe thì được phân phối với cả 6 màu ngoại thất, đó là màu trắng, màu bạc, màu đỏ đô, màu vàng cát, màu xanh đại dương và màu đen. Đó. Thì màu vàng cát này là một màu rất là độc và lạ. Đấy, như em đã nói ở trên, anh chị những thuộc hành hỏa, hành thổ và hành kim đều phù hợp. Vâng, thì em xin phép kết thúc video tại đây. Em giới thiệu về sơ qua về chiếc xe Santa Fe dầu cao cấp này. Anh chị quan tâm có thể vui lòng liên hệ với cả em Tuyền, em để số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ channel Hùng Xe Hơi. Mà xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.